tép ha. Tội quá. Bị quất tép. Đi từ nhà vô đây chắc khoảng chừng mười mấy cái đèn có. Biết là dân no thế nào. Ủa, giờ là vã không. Bắt hết. Nhái ngoé thì bắt hết. Chạy nhiều quá. Cái này ở ngoài Bắc á, anh nghe hai. À, xúc kiểu này ở ngoài Bắc nó gọi, người ta gọi là đánh dầm. Ừ. Nên người ta có cái câu á. Anh hai. Nên người ta có cái câu á, cái sao đen như đấy, như giá như miếng dầm á. Kiểu ngoài mùa đông á, mùa đông đói quá đi đánh xong rồi nước nó lạnh nó lên giá nó đen thâm luôn. Cá hả? Thì không có tí quay lại cái kênh thằng gì nói đó. Đây hả? Nhưng mà ban đêm đi ngủ sao? Bắt luôn. Bắt luôn. Ốc bưu vàng. Chắc là nó đi cách ly hết rồi. Chiều đôi rồi. Kìa, có con này. Hết luôn. Có rồng. Có lý hơn.
con nướng, cá nướng nè. Để bây giờ mà làm cho nó ăn nghe, con không ăn ớt đúng không? Rồi, chờ chút xíu.